quý vị và các bạn, hôm nay thì nhân một cái khó khăn của một cái khách hàng thì tôi lại nảy sinh một cái video có tên là quyền khởi kiện và quyền kháng cáo. Lý do tại sao tôi phải làm một cái video có tên là quyền khởi kiện và quyền kháng cáo? Thưa quý vị và các bạn, pháp luật quy định bất cứ một người nào đó cũng có quyền khởi kiện, bất cứ một người nào đó cũng có quyền kháng cáo một cái bản án dân sự. Và cái điều quan trọng là trong trường hợp mà họ kháng cáo thì tòa án nhân dân cấp trên, cấp phúc thẩm sẽ xem xét lại cái bản án này. Và cũng như vậy, trong cái việc mà mình đi khởi kiện thì không phải chúng ta sẽ đánh tan những cái nghi ngờ rằng là không phải tất cả những vụ việc đi khởi kiện đều thắng, và không phải tất cả những người kháng cáo đều được xem xét lại trên cơ sở chứng cứ. Và đây là một cái video mà tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn một cái tâm huyết rất là rõ. Khi anh khởi kiện, anh phải rất là rõ kiện cái gì, và cái điều kiện mà kiện, cái quan hệ tranh chấp đó có được pháp luật công nhận hay không. Và khi mà anh kháng cáo trong cái vụ án, vụ kiện đó, thì cái việc kháng cáo anh có được các phúc thẩm xem xét hay không. Thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn trong cái nội dung, nó gồm có 3 phần. Thứ nhất là một cái câu hỏi của khách hàng tôi, cái thứ hai là luật, cái thứ ba là thực tiễn mà văn phòng luật sư có được. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì tôi có một cái vụ kiện hành chính. Thì khách hàng của tôi là nguyên đơn khởi kiện cái quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân cấp quận, và tiếp là Ủy ban nhân dân cấp thành phố. Và sau khi mà quyết định có hiệu lực rồi thì tôi đã giúp khách hàng của tôi bằng cách khởi kiện ở tòa án. Và bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân cấp tỉnh đã có một cái phán quyết là hủy cái quyết định hành chính này. Và nguyên đơn, bị đơn trong vụ kiện này lại không kháng cáo. Tuy nhiên là cái người có quyền và nghĩa vụ liên quan, họ đã kháng cáo vì họ cho rằng cái nội dung của cái bản án sơ thẩm hành chính này nó thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Và vị khách hàng của tôi họ rất là lo lắng, họ bảo rằng tại sao nguyên đơn không khởi kiện, không kháng cáo, bị đơn không kháng cáo mà người liên quan lại kháng cáo. Thưa quý vị và các bạn, luật cho phép họ được quyền kháng cáo. Và tôi cũng đã giải thích cho vị khách hàng này rằng trong trường hợp kháng cáo, họ phải đưa ra những chứng cứ cho rằng nguyên đơn hoặc bị đơn hoặc những cái chứng cứ nào đó thuyết phục các phúc thẩm để các phúc thẩm xem xét lại quyết định cái bản án của Ủy ban nhân dân, cái bản án sơ thẩm hành chính. Trở lại về luật một tí nha quý vị và các bạn, cái quyền đi khởi kiện là quyền của tất cả mọi người. Hôm nay tôi thấy là ở một cái miếng đất đó, thấy cái bà đó thấy ghét quá, tôi khởi kiện bà. Vì tôi cho rằng là bà bán miếng đất đó lời quá, tôi khởi kiện. Tòa nói đúng, nếu trong trường hợp chị đi khởi kiện, chị sẽ nộp đơn đi, đóng tiền tạm ứng ăn phí, và chúng tôi sẽ xác định mối quan hệ tranh chấp là tranh chấp quyền sử dụng đất. Cũng như thế, tôi có 5 anh chị em, ba mẹ chia đất hết rồi, nhưng mà bây giờ đất thì tôi cũng bán rồi, mà tôi thấy bà chị đó bây giờ còn đất nhiều quá, cho nên tôi khởi kiện. Tôi nói rằng là
yêu cầu được chia thừa kế. Tôi nhận thưa quý vị, tôi nhận và xác định cái mối quan hệ tranh chấp là thừa kế quyền sử dụng đất còn trong thời hiệu. Còn chứng cứ như thế nào? Chứng cứ có được chấp nhận hay không? Đó là vấn đề. Hôm nay là tôi bán đất cho cái ông đó rồi, thì bán đất là tôi lại lấy tiền hết tới 95% rồi, chỉ còn một cái khoản nhỏ thôi. Hôm nay sốt đất, đất của ổng á từ 1 đồng lên tới 100 đồng, cho nên tôi khởi kiện, kệ đó, khởi kiện được đồng nào hay đồng đó. Và tôi khởi kiện đến tòa, tòa ngăn chặn buộc không cho ông này bán đất được nữa, bán đất cho người thứ ba đó quý vị và các bạn. Và cái quyền khởi kiện là quyền của mọi người, và tòa án sẽ tiếp nhận thụ lý cái đơn khởi kiện dựa trên cái mối quan hệ tranh chấp là thừa kế nè, kiện hành chính nè, kiện tranh chấp hợp đồng nè, kiện vay tiền, tuyên bố hợp đồng vô hiệu và nhiều lắm những cái mối quan hệ tranh chấp. Anh thuyết phục được tòa, anh có đơn khởi kiện, anh đóng tiền tạm ứng án phí, tòa nhận. À, trước đây thì tôi có một cái vụ, cái ông này ông cũng U70 rồi. Ông bảo là tôi xấu hổ lắm luật sư ơi. Tôi là một cái người uy tín trong một cái xã hội, trong một cái khu vực, mà bây giờ tự nhiên cái tôi bị người ta kiện, xấu hổ lắm. Tôi không ngủ được. Tôi bảo với ông rằng đối với vụ kiện của ông thì chẳng có gì phải tôi xấu hổ hết, vì người ta kiện ông. Và cái vụ kiện của ông thì tôi cho rằng là cái khả năng xác suất của ông và sẽ bác đơn yêu cầu khởi kiện của người ta, cho nên ông cứ yên tâm. Đó cũng là một lời trấn an của một luật sư đối với nhìn nhận cái quan hệ tranh chấp trong vụ kiện của ông khách hàng. Quyền khởi kiện là quyền được ghi nhận trong hiến pháp và những cái quy định pháp luật khác. Và như vậy thì chúng ta sẽ giải thích rất là rõ, anh có quyền khởi kiện, còn cái việc chấp nhận đơn khởi kiện, chấp nhận bác một phần, chấp nhận một phần đơn khởi kiện, thì đó là cái yêu cầu của tòa, dựa trên những cái chứng cứ anh có thể thuyết phục được tòa không. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong thực tiễn thì tôi sẽ đưa ra 3 cái ví dụ để quý vị và các bạn thấy được trong cái quá trình hành nghề, không phải tất tần tật những cái vụ kiện khi anh khởi kiện đến tòa đều được tòa chấp nhận. À, trong một cái vụ kiện thứ nhất là tôi nói về thực tế quyền sử dụng đất. À, gia đình họ có 5 người con, thì trong cái quá trình mà quản lý sử dụng thì người mẹ đã cho hết mỗi con được một phần bằng nhau. Tuy nhiên thì tại thời điểm vào những năm 2000 thì đất thì năng giá nó cũng thấp, và điều kiện khó khăn thì các anh chị em nguyên đơn đó họ đã chuyển nhượng cho những người khác. Còn cái còn lại cái người con út, thì còn người con út này họ quản lý sử dụng, và họ bị nguyên đơn và các anh chị em khởi kiện. Thì trong cái quá trình khởi kiện thì người con út bị chia ra cái phần mà của họ được nhận đó, 5 phần, mà không đồng ý thì người con út đã đưa ra những cái chứng cứ. Cái chứng cứ ở đây rất là rõ quý vị và các bạn. Tại thời điểm năm 1995 thì người con thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thì trong đó có 3 bộ hồ sơ đã được ba mẹ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã trích lục ở điệu bộ. Thì cả 5 người thì 3 người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trùng với cái thời điểm người con út chia rồi quý vị và các bạn, nó lại chia lại. Thì rõ ràng cái nguyên đơn, 4 đồng nguyên đơn này không được tòa án chấp nhận, vì đất đã được tặng cho tại thời điểm năm 95 và người con út đã quản lý sử dụng trực tiếp, và các người anh chị em còn lại cũng đã có phần. Một vụ kiện thứ hai nha quý vị và các bạn, nó cũng là một cái vụ kiện thừa kế.
khi nguyên đơn đến tòa và không được chấp nhận. Thì vào năm 2000 thì ba mẹ họ mất. Thì khi ba mẹ họ mất thì họ bà có những 10 loại tài sản. Thì các anh chị em gồm 4 người họ thỏa thuận với nhau bằng một cái văn bản khai nhận di sản thừa kế tại phòng hôn nhân. Họ nói sao? Họ nói rằng là 10 loại tài sản, có 4 người thì mỗi người nhận, có khi nhận là tiền, có khi nhận bằng hiện vật, có khi nhận bằng nhà. Thì có một cái người thứ ba đó quý vị và các bạn, họ nói thôi được rồi, tôi ký ra mấy anh chị. Vì tại thời điểm đó là cái răng họ bị tranh chấp, cho nên họ quyết định họ ra phòng công chứng, họ tặng 9 loại tài sản này cho 3 người còn lại, và họ chỉ giữ một cái loại tài sản của họ thôi. Và bây giờ khi khởi kiện thì 3 người đã đồng loạt khởi kiện, thì trong đó có một người rất là may mắn, có một người họ bảo rằng cái ông bị đơn ông nói đúng á, cái ông công an tôi ông nói đúng á, đất đai ba mẹ tôi có 10 loại tài sản và tôi cũng đã có phần rồi tòa ơi. Thôi thì bây giờ trong vụ kiện này nếu những anh chị em khác của tôi khởi kiện thì tòa cứ có phán quyết, nhưng nếu tôi có phần thì tôi sẽ không nhận vì tôi đã có phần rồi. Và tòa án đã ban hành cái quyết định đưa vụ án ra xét xử và không chấp nhận cái yêu cầu của hai nguyên đơn. Lúc này thì chỉ còn có hai nguyên đơn, ban đầu là 3 nguyên đơn. Tuy nhiên rằng cái người có quyền và nghĩa vụ liên quan họ rút đơn và họ không có khởi kiện nữa, chỉ còn 2 nguyên đơn. Thế đấy quý vị và các bạn, hai cái ví dụ trên đưa cho quý vị và các bạn để đánh tan những cái nghi ngờ. Nếu quý vị và các bạn khởi kiện, quý vị và các bạn phải có chứng cứ để tòa án xem xét cái chứng cứ này đúng, sai, chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một phần bác đơn khởi kiện của nguyên đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. Cũng như vậy thì nếu trong trường hợp có một cái phán quyết là bản án của tòa án cấp sơ thẩm thì tất cả bên đương sự sẽ được quyền kháng cáo. Nhưng cái việc kháng cáo có được tòa chấp nhận hay không đó là vấn đề khác. Và thông qua video này tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn rằng quý vị và các bạn hãy yên tâm và hãy thật bình tĩnh trong tất cả trường hợp. Nếu quý vị và các bạn là nguyên đơn, quý vị và các bạn là người có quyền và nghĩa vụ liên quan thì quý vị và các bạn hãy thật thận trọng khi khởi kiện, khi kháng cáo và cung cấp chứng cứ cho tòa án để tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Xin trân trọng cảm ơn.